Весной 1982 года. Vào mùa xuân năm 1982, nhà khoa học, giáo sư tiến sĩ, bác sĩ nhãn khoa nổi tiếng Earl Muldaus đã từng rơi vào một hoàn cảnh cực kỳ quẫn bách. Ông đã bị đuổi khỏi bệnh viện và bị dọa tước bằng bác sĩ. Nguyên nhân lại chính là những thí nghiệm mà ông tiến hành với một loại chất đặc biệt có tên gọi là Alaplan. Nhà khoa học này đã lấy từ các mô của cơ thể người chết để sử dụng cho các khoa phẫu thuật phục hồi thị giác. Thời đó, ông đã bị khám cho đủ mọi thứ tội danh, nhạo báng con người, thậm chí còn bị coi là phù thủy. Ernst Muldaus đã bị buộc phải rời khỏi ngành y. Vậy mà đến đầu thiên niên kỷ thứ ba, các phương tiện thông tin đại chúng lại cho biết một tin chấn động. Ngày 28 tháng 1 năm 2000, trong ca phẫu thuật kéo dài 6 tiếng đồng hồ tại Trung tâm Phẫu thuật Nhãn khoa Toàn Liên bang Nga, giáo sư Earl Muldaus đã là người đầu tiên trên thế giới thực hiện thành công ca tái tạo mắt trong ổ mắt trống rỗng cho cô Tamara Gorbachev, 37 tuổi, người đã bị mù do di chứng của một cơn bạo bệnh cách đây 20 năm. Trong ca phẫu thuật, bác sĩ cũng đã sử dụng chất Alaplan bí ẩn nói trên. Alaplan. Vài tuần trước khi ca phẫu thuật kỳ diệu của Tamara Gorbachev được tiến hành, khắp thành phố Ufa đã có những tin đồn kỳ lạ. Dường như người ta định ghép mắt của một người chết cho một phụ nữ bị mù, và để làm được điều đó, người ta đã xới tung tất cả các nghĩa trang trong thành phố. Những tin đồn đó có vẻ như một dạng khoa học giả tưởng hay những câu chuyện dễ sợ mà người ta vẫn thường kể cho nhau nghe vào đêm trước Giáng sinh. Tuy nhiên, trong các tin đồn đó cũng có phần nào sự thật. Alaplan thực sự được lấy từ mô của người chết. Nhờ chất này mà người ta có thể phục hồi các tế bào bị tổn thương trong cơ thể bệnh nhân. Ý tưởng về các phẫu thuật ghép mắt như nói ở trên thực ra đã được nhen nhóm từ sau chuyến đi thám hiểm Tây Tạng. Giáo sư tiến sĩ Muldaus cho biết. Tuyên bố lạ lùng này của giáo sư nảy sinh từ những ý tưởng còn lạ lùng hơn thế. Ngoài ra còn có một thiền sư sống ngàn năm và có phép cải tử hoàn sinh đến từ Tây Tạng để tham gia thực hiện ca phẫu thuật này. Vị thiền sư này sẽ sử dụng pháp thuật và năng lượng thần thánh của mình để giúp giáo sư Earl Muldaus. Tất nhiên đây chỉ là những lời đồn đại tưởng tượng. Tuy nhiên không phải ngẫu nhiên mà người ta nhắc đến hai chữ Tây Tạng trong ca phẫu thuật đó. Vài năm trước khi thực hiện ca phẫu thuật ghép mắt nói trên, giáo sư Earl Muldaus đã cùng các đồng nghiệp tại trung tâm y học của mình tới thăm Tây Tạng. Những cuộc phiêu lưu đó đã được ông miêu tả trong một vài cuốn sách. Trong đó ông khẳng định đã tìm được thành phố của các bậc thần linh trong truyền thuyết và tìm được lối vào thánh địa Shambhala huyền thoại. Rằng ông đã khám phá ra được rằng núi Kailas trên thực tế là một kim tự tháp khổng lồ, tàn tích của một nền văn minh cổ đại. Ông cũng cho biết, ông đã nhìn thấy những chiếc gương thời gian khổng lồ có khả năng làm cho thời gian trôi nhanh chậm tùy ý. Ông tuyên bố đã tìm thấy hồ nước sống và hồ nước chết, cũng như đã từng có mặt trong hang núi, nơi đến nay vẫn là chỗ cư trú của các bậc tổ tiên bí ẩn của loài người. Có thể tin hoặc không tin những điều nói trên, song không thể phủ nhận được rằng trong đó có nhiều điều vượt ra ngoài khuôn khổ của đời sống trần tục trên trái đất này. Nhiều nhà khoa học nổi tiếng đã quả quyết rằng họ có được các phát minh vĩ đại trong những hoàn cảnh vô cùng khác thường, và chính những điều đó đã giúp họ có được những kết luận khác thường. Chỉ những ai biết lắng nghe và tìm hiểu về những điều khác với những gì đã biết thì mới có thể khám phá ra những chân trời kiến thức mới mẻ. Và mọi cái đều bắt đầu từ những câu hỏi tưởng chừng hết sức đơn giản. Tại sao đôi khi người ta lại nhìn thẳng vào mắt nhau? Họ có thể đọc được điều gì trong đó? Hóa ra là các thông số hình học của mắt là riêng cho mỗi người, cũng giống như dấu vân tay vậy. Hơn thế nữa, những thông số này còn có gắn liền với các yếu tố khác trên cơ thể, như những nét trên gương mặt, chiều cao, cân nặng, cấu tạo cơ thể. Tuy nhiên, chưa một nhà khoa học nào dám khẳng định rằng qua cặp mắt không chỉ có thể tìm hiểu được về hiện tại, mà còn biết được rất nhiều điều về quá khứ của toàn nhân loại. Chúng ta đang có mặt tại một trong những ngôi đền của Nepal. Tại đó có vẽ những con mắt lạ lùng này. Và chính việc phân tích những con mắt này đã mở ra cuộc thám hiểm đầu tiên. Trước khi tiến hành cuộc thám hiểm, trong đầu giáo sư Muldaus đã nhen nhóm một ý tưởng lạ lùng là chọn ra các bức ảnh chụp đại diện của mọi màu da, sắc tộc trên thế giới
và tính con số thống kê trung bình của mắt. Có lẽ ông đã nhớ lại một câu chuyện viễn tưởng mà ông đã từng được đọc thời trẻ. Các nhân vật trong đó đã quyết định tạo ra một gương mặt phụ nữ đẹp nhất của mọi dân tộc và mọi thời đại. Họ đã dùng máy vi tính để xử lý 1.000 bức ảnh và cuối cùng đã tìm ra được gương mặt của người đẹp có các chỉ số trung bình của các danh nhân trên thế giới. Họ đã gọi nàng là Eva, theo tên người phụ nữ đầu tiên trong Kinh Thánh, người đã nhẹ dạ ăn thử trái cấm trong vườn địa đàng. Giáo sư Mudashev đã đi theo con đường tương tự. Ông đã sử dụng một chương trình máy tính có khả năng phân tích các thông số hình học trên mắt và trên cơ sở những dữ liệu thu được từ đó, ông đã tái tạo gương mặt của người có cặp mắt đó. Những nghiên cứu này đã cho ra một kết quả hết sức bất ngờ. Có một cái gì đó ở bên trong, một cái gì đó khiến chúng ta tự nhiên lại chú ý tới những bức ảnh của những con người hoàn toàn xa lạ với nhau này. Điều đó bất ngờ khiến cho các nhà khoa học cảm thấy cần phải tính toán các con số thống kê trung bình của mắt. Và từ con mắt và những con số thống kê về mắt, họ đã đi đến kết luận rằng tất cả mọi người đều có nguồn gốc từ Tây Tạng. Ý tưởng về việc bậc tiên tổ của loài người có nguồn gốc từ Tây Tạng không phải tự nhiên mà hình thành. Gần như là tình cờ, có một người nào đó mang tới phòng thí nghiệm một tờ tạp chí. Trong tờ tạp chí đó có bức ảnh chụp một vị thiền sư Tây Tạng, và hóa ra đôi mắt của vị thiền sư này cực kỳ giống đôi mắt do giáo sư Earl Mudashev và những cộng sự tạo ra theo các con số thống kê trung bình mà họ thu thập được. Có thể không phải ngẫu nhiên mà các nhà khoa học lại cho rằng đôi mắt hoàn hảo nhất của loài người hiện đang ở Tây Tạng. Trực giác đã khiến họ tìm kiếm những ý nghĩa sâu xa và bí hiểm hơn thế nữa. Có lẽ người cổ đại đã để lại hình ảnh đôi mắt của mình, để từ đó người đời sau có thể khôi phục lại diện mạo của họ chăng? Một người bạn của giáo sư Mudashev đã tới Tây Tạng. Và khi trở lại Ufa, người này đã kể lại rằng mỗi ngôi đền ở đó đều có vẽ một con mắt rất to ở phía trên lối vào. Những con mắt này trông không giống mắt của người bình thường. Vậy thì đó là mắt của ai? Khi được hỏi câu này, một số Lạt Ma đã trả lời rằng đó là mắt của Đức Phật. Một số khác thì nói tránh đi, hoặc thậm chí không trả lời. Rõ ràng là họ muốn giấu giếm một điều gì đó. Song đó là điều gì? Người bạn nói trên đã tặng cho Mudashev một bức ảnh mà ông ta chụp được ở Nepal. Sau khi chạy máy tính để xử lý cặp mắt trong bức ảnh đó, các nhà khoa học đã tái tạo được một gương mặt rất kỳ lạ, thậm chí khó có thể gọi đó là mặt người được. Những bí ẩn của thế kỷ. Những người như vậy trên trái đất hiện nay không còn nữa. Vậy đó là ai? Một người ngoài hành tinh chăng? Hay là Ngài Adam trong Kinh Thánh? Có thể là một vị thánh? Hay là một người có thật? Nói chung, có nhiều nhà khoa học không mấy tin tưởng vào tính xác thực của bức chân dung mà giáo sư tiến sĩ Mudashev thu được. Vẻ ngoài của con người phần nhiều phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài, như sự thay đổi môi trường chẳng hạn. Bởi vậy, nếu nói rằng từ một con mắt có thể khôi phục được hình chân dung của một con người, cũng chẳng khác gì tuyên bố từ hình dáng của kính đằng trước có thể nói đó là loại xe ô tô nhãn hiệu gì. Tuy nhiên, bác sĩ Mudashev đã tin rằng bức chân dung đó là có thật và cho rằng đằng sau hình ảnh của một quái nhân như vậy hẳn phải là một câu đấu hóc búa nào đó. Ngộ nhỡ đó chính là chìa khóa giải đáp bí ẩn về nguồn gốc của loài người thì sao? Giả thuyết về tổ tiên của loài người cần được kiểm tra, và giáo sư Earl Mudashev đã tổ chức một cuộc thám hiểm tới Tây Tạng. Từ trước tới nay, người ta vẫn thường quan niệm rằng nếu như trên trái đất này còn có một nơi nào đó ẩn chứa những kho tàng kiến thức cổ xưa, thì đó chính là Tây Tạng. Đó chính là nơi lưu giữ các bí mật, cho phép khám phá các khả năng tiềm ẩn của con người, như khả năng thần giao cách cảm, khả năng dùng ý nghĩ để điều khiển các đồ vật từ xa, và hơn tất cả là khả năng tìm kiếm sự bất tử. Tuy nhiên, các nhà thông thái của Tây Tạng không muốn chia sẻ những gì họ biết với những người lạ mặt tới từ phương Bắc. Cuộc thám hiểm thiếu chút nữa đã bị thất bại hoàn toàn nếu như không có một sự tình cờ
hay là sự run rủi của số phận. Trong một lần gặp gỡ với các bậc thiền sư, giáo sư Mudashev đã cho họ xem bức ảnh của nhân vật kỳ lạ được tái tạo bằng máy tính, và vị thiền sư trụ trì một ngôi chùa đã vô cùng kinh ngạc. Ông đã rụt tay ngay lại và thầm thì, đó chính là người. Tiếp theo, vị thiền sư này đã hỏi các nhà khoa học đã nhìn thấy người ở đâu. Giáo sư Mudashev đã giải thích bằng cách nào mà ông có được bức hình đó và đã đưa ra giải thuyết cho rằng các vị tổ tiên của loài người trông cũng như vậy. Khi đó, vị trụ trì đã bắt đầu nói. Vị Lạt Ma kể rằng, nhiều triệu năm trước khi con người hiện đại xuất hiện, đã có vài nền văn minh tồn tại. Những con người thuộc các nền văn minh đó rất cao lớn. Trong đó có người Limuri cao từ 10 đến 12 mét, còn người Atlanta cao khoảng 6-7 mét. Họ sở hữu một thứ năng lượng vô biên mà họ kiểm soát được nhờ có con mắt thứ ba. Họ thậm chí còn thay đổi được cả lực hút của trái đất và làm thời gian trôi nhanh chậm tùy ý. Song họ đã bị tuyệt diệt bởi năng lượng đó đã bị thoát hết ra ngoài, trong khi lẽ ra phải được hướng vào trong để nhận thức bản thân. Và khi đó dường như giáo sư Mudashev đã bắt đầu hiểu cặp mắt trong bức ảnh mà người bạn tình cờ tặng cho ông là của ai. Khi phân tích cặp mắt đó, chúng ta thu được diện mạo của một người vô cùng kỳ lạ. Đó là đại diện của những nền văn minh trước chúng ta, cụ thể là người Limuri với chiều cao 10 mét. Tuy nhiên, vẫn có đôi chút nghi ngờ về tính chính xác cũng như độ xác thực của việc khôi phục chân dung từ thông số duy nhất là cặp mắt. Ngoài ra, cũng thật là buồn cười nếu đem hình ảnh đó ra đối chiếu trực tiếp với những gì mà các vị thiền sư vẫn hình dung. Tất nhiên, rất khó có thể tin rằng những người khổng lồ như vậy đã thực sự tồn tại. Họ thường vẫn là các nhân vật quen thuộc trong truyện cổ tích hoặc các câu chuyện khoa học giả tưởng. Vậy làm thế nào để giải thích về bằng chứng khảo cổ học tìm được ở Syria? Tại đó người ta đã tìm thấy dấu vết hóa thạch của một bàn chân mà nếu tính theo kích thước đó thì chủ nhân của nó phải là một người khổng lồ thực thụ. Đây chính là vết chân của những người khổng lồ. Tất nhiên chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ và có vẻ như là những người khổng lồ cổ đại này đã cố tình để lại vết chân của mình cho chúng ta, hậu thế của họ. Như vậy, dường như câu chuyện về những người khổng lồ thời xa xưa không còn là cổ tích nữa. Và cả vị cao tăng nói trên cũng không có vẻ gì là một người chuyên kể những câu chuyện hoang đường. Sau khi kể về năng lượng thần bí của con mắt thứ ba, vị Lạt Ma này đã bất ngờ chuyển qua nói tới cái mà các nhà khoa học ngày nay vẫn gọi là việc tái tạo mô. Ông đã cố gắng giải thích rằng có một thứ năng lượng đặc biệt là cơ sở của sự sống. Nó không chỉ có liên quan tới việc tái tạo các tế bào đã chết trên cơ thể con người, mà còn có can hệ tới sự bất tử. Giáo sư Mudashev đã rất kinh ngạc, bởi chuyên môn của ông chính là phẫu thuật tái sinh, và đã từ lâu ông luôn chăn trở về các cơ cấu không thể lý giải nổi của bộ môn khoa học này. Tôi vẫn nhớ như in rằng, có một hội đồng bác sĩ của Moscow đã giải tán chúng tôi vào năm 1982. Họ cho rằng, một thằng cha nào đó ở thành phố tỉnh lẻ Ufa lại dám nghĩ ra những trò vớ vẩn. Và họ đã gán cho tôi tội danh, dám thí nghiệm trên người dân. Vị bác sĩ phẫu thuật đã bị quy cho đủ mọi tội lỗi, chỉ thiếu nước bị coi là dùng tà thuật. Chất Alaplan được chế tạo từ mô của những người đã qua đời. Sau khi được cấy ghép vào cơ thể người bệnh, phát triển rất tốt, có khi còn tốt hơn mô của chính người đó. Tác dụng của chất Alaplan đến nay vẫn chưa có được một sự lý giải mang tính khoa học nào. Chỉ biết rằng chất này có khả năng thúc đẩy sự tái tạo và tăng trưởng các mô bị hư hại trong cơ thể. Và người bệnh tưởng chừng như vô phương cứu chữa lại bất ngờ được chữa khỏi, không theo một logic khoa học nào.